Má Hanh đi bắt được con chuột bự nữa nha mọi người. Để đi ra quay cho nó. Đâu? Trời ơi. Mình chuột cho má nữa nha mọi người. Đúng đúng chưa? Quá đã rồi. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đến kênh Thanh Lâm Vlog. Hôm nay làm gì anh em mà rủ tôi tập hợp tối vậy anh em? À? Rồi. Sao vậy? Quá đã rồi. Có trời xôi có hả? Chắc sao không? Chắc. Chắc thì bây giờ thì mấy anh em mình sẽ đi xôi nha mọi người. Yes. Chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Hôm nay anh em mình sẽ đi xôi bằng tào lao, bằng cái cây chĩa nha mọi người. Cái chĩa này thì Thanh Niên Đạt với Thanh Niên Lộc có làm sẵn rồi nha mọi người. Giờ thì mấy anh em mình đi thôi. Let's go. Anh em mình sẽ bắt đầu đi luôn nha mọi người. Anh em mình sẽ xôi trên cái cánh đồng ruộng này nha. Tối không biết thấy không nữa. Đi ra nhà mọi người. Đi ra nhà mọi người. Đâu? Kẻ chủ kẻ. Kẻ chu chổng kìa, kìa còn cái đát đát. Rồi vô chổng rồi. Mới vô gặp chuột rồi nha mọi người. Đây các bạn, là đây là cách mặt nguồn què của Thanh Niên Hợi nha. Nào. Nó có lỗ kẻ chứ không phải cái hèn. Nãy nó chổng nó chạy vô gỗ ghềng rồi. Nãy vô kiếm thấy mà. Không có chạy rồi. À? Rồi, có con rắn này nha mọi người, từ từ để tao quay á. Rắn này nha mọi người, trên cây từ từ nha, chưa thấy nha. 3 2 1. À, đây nha mọi người. Quất đi, rắn gì vậy? Đập. Hiệp này nó sơm nữa. Ê, dứt nó ra đi. Như quần què. Đâu hậu chú. Chạy luôn nha. Thôi bắt nó làm gì? Cái này có ăn được đâu bác. Anh em bắt luôn rồi. Con rắn này nha mọi người. Dí hồn. Cái đầu nó đâu rồi? Anh chỉ luôn rồi. Thấy báo anh em. Chống. Nó đập chết rắn luôn nha mọi người. Đầu anh em. Đừng giỡn nha bay. Nè bác. Rắn này đừng giỡn nha. Cái đầu ăn chút lá luôn rồi. Ừ, rắn. Mọi người. Đây đây đây, để tao giúp cho, để tao giúp cho. Thôi, bỏ đi, cố giúp. Nó giúp uống. Đi. Nó sẽ làm như sao lại. Đây mọi người, đập ngấm rồi nha. Gắn nha mọi người. Đâu gắn đâu? Mình bị lé rồi. Cái đầu nó còn nhúc nhích nữa kìa, còn hai họng nữa kìa. Hộp ơi. Gắn nó kìa, trời ơi, gắn nó nhỏ quắc luôn. Đây mọi người, gắn nó quắc luôn nha. Ớn quá. Ớn quá anh em ơi. Nó gắn nó phun độc rồi, nó bay đừng né đi bay, nó gắn nó phun độc chúng. Họ đi tiếp rồi bay. Gắn nó mình nhường đi mà. Nhường á. Nào. Rồi, xuống không luôn. Nó ra gặp chuột, chưa giúp bắt được nào chứ nha mọi người. Quá hở luôn. Kìa có chuột nữa kìa. Ớt hả? Chuột mà, chạy lên trên cỏ luôn nha mọi người. Gặp chuột liên tục luôn mà bắt không được luôn. Quất. Rồi nó phóng nước rồi, phóng nước rồi, phóng nước rồi. Nha. Lặn nha mọi người. Chụp ngõ mấy rồi nè. Đó đó, chụp đó. Chuột đó nha mọi người. Wow. Nó lặn rồi nha. Sao đạt? Chặt nữa hả? Quá vậy. Lại hụt tiếp nha mọi người. Có chuột đó nha, có chuột đó nha, có chuột đó nha. Đâu rồi, đâu rồi. Dính không? Sao không?
Ngồi vô hang luôn rồi. Rồi. Rồi vượt tiếp nữa nha mọi người. Qua lâu cũng tiếc luôn. Rồi gặp hoài luôn mọi người. Cũng chưa bắt được em nào. Tối thì khó bắt lắm nha mọi người. Gì nữa chạy vô đấy nó chạy hoài ra. Rõ rồi. Rồi có chuột nha mọi người, nó mới chạy đó nha. Cặp chuột liên tục luôn. Trời ơi. Không mối nha mọi người. Giục đâu trời. Lại giục nữa nha mọi người. Đập chuột liên tục luôn nha. Ngọc sẽ động động cho chuột nó chạy ra đạt sơm nha mọi người. Yes. Chuột mọi người. Chạy ra. Thấy nó lên ngủ, lên ngủ ra, lên ngủ ra. Lát, khỏe, lát. Chỗ nào? Quay, tia vô anh Đạt, tia vô anh Đạt, tia vô anh Đạt. Tia vô anh Đạt, tia vô anh Đạt. Đây, đây nha mọi người, anh Đạt cuối cùng sớm giờ cũng bắt được con chuột đầu tiên nha mọi người. Yeah, yeah, quá đã, nãy giờ mới bắt được con nha. Tiếp thôi anh em ơi. Đâu? Đâu? Bắt. Có chuột nha mọi người. Đúng không? Chuột chạy liên tục luôn nha. Ê, anh đi Đạt bắt được con đó nha mọi người. Đang quay này nha, chơi tay luôn nha. Quá đã. Con vậy? Con vậy? Chứ nào? Ôi, anh đi Đạt bắt được con chuột nha mọi người. Đạt quay qua, Đạt quay qua nè. Ôi, quá đã nha. Kìa con kìa, con kìa. Lặng rồi. Dạ lú mỏ. Lú mỏ này nha mọi người. Dạ lú mỏ nè, lú mỏ nè. Rồi xem hụt luôn quải. Nó đá đừng có đọc, đừng có đọc. Rồi ta, lặng đâu ta. Lặng tới đây luôn nha mọi người. Bắt đi, bắt đi, bắt đi. Đừng ngay á. Được chưa, bắt được chưa? Lộn vòng 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 như này nha mọi người. Nè, nó còn lộn. Ê, dàn nước. Nghe yeah, mọi người nó chạy vòng vòng hoài nha, bắt được nó nha. Đi tiếp rồi Đạt ơi. Rồi kìa, nó chạy ra, nó chạy ra. Thôi ôi nó đập. Đập ở đùi chứ. Đập ở chuột bự nha mọi người. Hai đứa hình ảnh đùng. Giá đỡ được rồi, để đập nữa. Nè, anh đụng cái banh chuột luôn rồi. Chuột luôn, chuột cống nha mọi người. Cống rồi, chuột bự nữa nha. Chuột bá. Bá nó chịu à. Biết gì ngồi luôn. Dạ. Còn nha mọi người. Cố lên anh em ơi. Bye bye. Chết rồi. Nó còn kìa, nó lên tim mà. Nhá chuột chứ. Chuột cống, chuột cống. Chuột cống bự lắm nha mọi người. Đây, mấy anh em này nó quyết tâm bắt nó nha. Đập ở đâu? Đập cái nãy em đạt thấy cái đuôi luôn á. Tìm nè. Tìm nó đang hộ nhảy. Rồi. Đúng hả? Ừ. Chốt cái chuột bự, chuột bự. Rồi chui vô hang luôn rồi. Rồi chuột chui vô hang luôn rồi. Cầm ơi. Rồi Thanh Niên Lộc phải hiện mắt hen chuột nha mọi người. Wow. Mắt đó đi. Đắt. Ê, tát nước. Thấy chưa, thấy chưa. Mấy Thanh Niên móc, móc hen chuột. Chụp đuôi đi, chụp đuôi đi, chụp đuôi đi, chụp đuôi đi. Hai bàn tay nha. Được chưa? Lấy gút nữa không? Lấy gút cho rẻ cái đây. Đây, được. Đây, bắt tao luôn nha mọi người.
kéo nó ra luôn nha. Nó chui vô hang mà hơi cái hang chạy nên là móc bắt nó ra được. Chưa? Đừng, đừng. Đừng có mở hang rộng á. Đẹp quá cưng nha mọi người. Không kìa. Gì vậy bay? Quái trường. Đập nó không chết nha mọi người. Đập con chuột còn sống luôn, cái nó phóng xuống sông luôn, ao luôn. Dạ là vuột luôn nha mọi người. Thôi không có, thôi bỏ đi nè. Bỏ đi, cứu vuột quá đi. Đi tiếp nha mọi người, lỡ mắt rồi thôi nha. Yes. Cái chuột, có chuột, có chuột, có chuột. Chuột bự nha mọi người. Chạy nghe động nước luôn á. Chuột ở chỗ hang đó nha mọi người. Rồi cái hang nước không, nó chui vô đó luôn. Vô ở cái hang nè, có dấu nước vô cái kẹp nè, thấy không? Hang sâu quá nên bỏ thôi nha mọi người. Kiếm chỗ khác, cứ hát bắt nha. Chuột cứ quen mình nhiều lắm, không lo gì mà không có nha. Có thêm mình đạt qua kiếm nữa. Đấy. Chạy tới đây rồi nè. Liên hệ xe lùa cho anh Lộc ở anh Liên Đạt bắt ngon rồi. Những chùa dưới hàng bắt gì nữa. Tiếp đi. Chứ giờ mấy anh em mình xảy nhiều lắm nha mọi người. Tại tối khó bắt chứ nó cỏ nhiều quá, nó còn gấp đôi khó nữa nha. Chùa chút cả. Chút nhỏ. Dưới nào. Rồi Đạt chụp bắt được, đập được con chuột đó nha mọi người. Đâu. Dạ. Rồi, chuột rồi. Chuột nhỏ nha mọi người. Lượm cá tán. Bắt ra. Đâu? Ta tính là đứa này cho mình đây. Đây nha mọi người. Quay qua tán. Lo máu rồi. Đây nha. Cái chuột không rồi. Chỗ nào? Ê, đâu quay đi. Quay quay đừng nè. Thấy không? Đây nha mọi người, con chuột trong hang lúc cái mỏ nha, từ từ nha, khó thấy đi zoom vô. Gọi đầy vô cái lỗ, gọi đầy vô cái lỗ nha. Nè nè nè, mọi người thấy con mắt nó không? Đó. Wow. Chuột có nhau. Mấy anh em sẽ tát nước cho chạy ra bắt nha. Yes. Đó. Đó, tát hỏi chạy ra. Đạt tát nhanh nha. Đó đó, chạy đó. Như thế nào? Dính kìa. Dính nó nha mọi người. Một bé chuột đó nha. Rồi vô kêu đi. Kéo đi. Ừ, giọng đó. Đây nha mọi người, bắt được con đó nha. Đây nha mọi người. Cái gì, cái gì mày? Ngồi con nắng nè. Kìa. Bự. Ở đây nè, chỗ thanh niên đẹp nè, vô hang nè. Chuột vô hang nha mọi người. Thấy không, hang sâu không? Trời ơi, hang lên rồi đó. Biết ngay. Rồi, ở đây này tao tát nước vô. Ui, nghe hang chiếc ha. Hang này mình sẽ tát nước vô cho chuột thôi, coi nó có ra không nha mọi người. Coi mấy cái hang hết vậy. Chuột nghe giòn rồi. Mấy thằng này đang cố gắng bắt nha rồi. Được không được, bỏ em mấy anh em ơi. Kiến không à mày ơi, bỏ đi. Kiến rồi, mày bỏ đi. Chuột tao báo luôn á. Bỏ lụa, hồi nãy thấy bên đây mà lụa tới đó luôn hả? Ừ. Nhanh lắm. Chuột, chứ phải nhận đâu, đứng yên chỗ mày. Đây, tao đi kiếm cho rồi.
chạy tới này luôn rồi. Chuột bé ơi, chuột bé ơi. Kìa kìa, thôi rồi. Trời chạy tới đẳng luôn. Chạy hay vậy? Đó đó, thôi ép này nè. Thấy không? Tới hay vậy? Rồi, mới bên đây rồi. Kìa kìa kìa. Rồi, hay nghe nè. Rồi. Chui hay nữa rồi. Chuột chạy bá luôn rồi. Thôi bỏ rồi. Vô hang đó nha, giờ mới vô hang mấy anh em mình chịu luôn nha chứ làm gì giờ. Chuột vô cái hang mọi người. Anh em Lộc quyết định đào hết xem sao nha. Rồi này giờ kiến nước lên anh kiến cũng đi heo lên bờ nha mọi người. Đây nè. Đây. Chạy ta. Vô. Sao dai vậy? Mày sống hoài đi với tao. Đây nha mọi người, đạp nó cho nó ngủm một tèo luôn nha. Con chả con ngủm gì, đạt bắt được gì đạt? Thôi, đạt bắt được con ếch nha mọi người. Quá giỏi. Bột chi vậy? Quá sao chị tẹt 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 ớt rồi. Ừ, đây là cái cột điện cao áp nha mọi người. Đây các bạn, cái này để người ta. Để người ta làm gì mình nha. Tẹt 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 chỉnh. Bằng sắt nha mọi người, cái này để người ta chạy máy nha. À, không biết. Cái cầu. Ừ. Lại cái cầu đấy mà chạy. Đi lại coi. Rồi đi vậy. Đây, đây. Giờ mấy anh em mình sẽ lội vòng vòng vô nha mọi người. Coi có thì quay cho mọi người xem, không có mấy anh em mình vô luôn nha. Yes. Mấy anh đi bắt được con chuột bự nữa nha mọi người. Để wow. Đi ra quay cho nó. Đâu. Trời ơi. Chuột cho bá nữa nha mọi người. Đập. Tứ lung tung chưa luôn. Quá đã rồi. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Chứ tôi quay đẳng tôi coi tắng ra đi, ngồi bỏ nó mịn là đàn còn lọc. Quá bắt được con chuột nha mọi người. Khoảng mấy? Đâu ba? Có không? Trời ơi, đạp lúng con chuột dưới thịt luôn nha mọi người. Quá dữ rồi chứ, bắt được con tiếp theo nha. Quá cho bụi hông rồi mọi người. Bụi hông bà lẹn quá. Chuột nha mọi người, ăn trước nha. Không. Chuột nha mọi người. Ôi, lọc có được con nha mọi người. Đang con nha. Ấy, đạp. Gì vậy? Gì quá lúng như vậy? Kìa, quất, quất. Chạy kìa. Rồi trúng rồi nha mọi người. Ôi, ghê quá, lọc quay không quay rồi, không quay. Lọc nó sơm chuột rồi, thấy ghê quá không quay được nha mọi người. Đây, anh đang đạp đạp được con đó nha. Đây là phát hiện rắn nha mọi người. Wow. Từ 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 từ. Đâu? Đây nha mọi người. Lú một phần ra nè nha, đâu rồi ta? Đây nha, cục đen đen nè. Đây nha, là cái chung đó nha. Hồ bắt hay hồ. Mệt quá. Chạy ra mệt chết. Sợ đu đi chết. Nghe nó cũng nhỏ mà chắc hai. Đây nha mọi người. Bắt quay cho mọi người xem thôi nha, chứ không bắt nghe nó còn bé quá hai. Yes. Đây nha mọi người. Đó đi. Anh em để bắt được thêm con chuột nhỏ nha mọi người. Mình đập chuột bự xong tự nhiên con nãy lú đầu vô chứ. Quá trời đổi vậy. Để dưới đây. Nó tắn buộc vô nha mọi người. Buộc con nhau mọi người. Đập quá vậy đập rồi. Dính nào? Dính rồi. Ủa chứ vậy con gì chạy khoảng. Đây mà bắt được rồi nha. Mẹ thả cho. Không, tôi nghe tiếng động nước đáng hiền, tôi tưởng con gì chạy, tưởng con chuột chạy. Chuột nó nín đây nè. Quá là chuột rồi mọi người. Anh em đang đi vô rồi gặp con chuột nha mọi người. Nè, con chuột nó nằm đây nè nha. Nè nè. Bắt chuột bằng đít. Vậy thể hiện bắt chuột bằng đít hả? Bắt chuột bằng mông nha mọi người, có anh đi đẹp hay hiện nè. Hí. Chú không gì? Chú không vậy? Như học quá mày ơi. Hảo hán, bắt chuột kiếm mới rồi. Được không? Chỉ là đáp á.
Rồi. Chạy tiêu rồi. Đã hết. Đã hết anh em rồi. Mình phải làm tới cùng. Quá dữ thiệt chứ. Bắt chuột mông vô mà chiến thiệt. Vô rồi. Hứa với anh em mình sẽ làm tới cùng. Yes. Thì sao? Vậy. Yeah. Anh em ơi, dù xấu anh em ơi. Đâu ra vậy? Chuột nó rồi, còn nó rồi đó, xấu. Ê, đây có chuột nè, hồi. Có còn nữa. Không chuột nha. Cái gì nhỏ cái gì vậy? Chuột không cho anh mày đó. Dạ, chuột. Ừ. Không biết nè. Còn nữa hả? Dạ, dạ. Bắt chuột cái mới nữa không nội? Chứ nào? Tháng 11 mọi người đi bắt chuột bắt trước đạn nha, bắt chuột cái này ngon nè. Bắt chuột qua bao hộp luôn nha. Trời, bắt chuột cái này không biết sợ chuột cắn nha. Đâu rồi? Có khi mày đẻ nhẹp bép hay xình luôn á. Cũng có thể nó chạy rồi. Thôi bỏ anh em ơi. Vô anh em ơi. Dễ rồi. Thôi vô. Dạ trễ nha mọi người. Chắc anh em mình sẽ đi vô luôn nha. Anh em mình cũng về vô tới trong nhà nha mọi người. Đây là số chuột mấy anh em bắt được nha. Đây quá thì nhiều. Nhiều nha mọi người. Thì do trễ rồi nên là mấy anh em mình không làm gì được nữa nha mọi người. Nên là cho xin phép là mấy anh em mình xin kết thúc video nha. Yes. Đến đây video của mấy anh em mình cũng xin kết thúc nha mọi người. Mọi người thấy video của anh em mình hay nhớ lại cho anh em mình một like và một subscribe nha. Bye bye, xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Uống sữa chưa?